Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 11, chương trình có nhiều thông tin chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại thị xã Quảng Trị và huyện Gio Linh. Thời sự chuyên đề nhìn lại năm 2017 với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 1997-2017. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo vụ 2, Ban tổ chức Trung ương, vụ 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, thời gian qua, tỉnh ta đã nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc tổng kết thực hiện nghị quyết là dịp để nhìn nhận đánh giá lại kết quả đạt được, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là ý thức, trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức, để từ đó đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn, nhất là khi triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về đổi mới, sắp xếp bộ máy chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Sau 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8, công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được quan tâm toàn diện ở tất cả các khâu, từ tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt, chất lượng cán bộ ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đáng mừng là ngày càng khắc phục được tình trạng cục bộ khép kín. Trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện ra vụ việc nào lợi dụng chính sách cán bộ để thực hiện lợi ích nhóm. Những vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời. Đặc biệt, sau 2 năm thực hiện, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 tiếp tục khẳng định những bước đi và cách làm mới, vừa có tính kế thừa, vừa có tính đột phá, men dàn cho những khâu khó, việc khó để thực hiện. Trong đó, đáng chú ý là khâu đánh giá cán bộ đã đi vào thực tế hơn, khắc phục được tình trạng lễ nang, đã gắn được lý luận và thực tiễn, đề cao được trách nhiệm của cá nhân thông qua việc ký cam kết của Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy, cấp huyện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các báo cáo tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị đều cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo bổ sung, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những cách làm hay trong công tác cán bộ, cũng như chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác này. Đồng thời, kiến nghị Ban Thường vụ giải quyết một số vấn đề mà các địa phương đang vướng mắc, như có tiếp tục thực hiện chủ trương nhất thể hóa Bí thư cấp ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, không tổ chức Hội đồng Nhân dân hay không. Cần thống nhất trong công tác đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức. Cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp, hướng xử lý đối với những trường hợp cán bộ hợp đồng theo diện 1816, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, song việc thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, đó là công tác đánh giá cán bộ ở nhiều địa phương, đơn vị chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, chưa phản ánh chính xác phẩm chất năng lực thực tiễn của cán bộ. So với yêu cầu, công tác cán bộ của chúng ta vẫn chưa đáp ứng, chưa yên tâm về chất lượng đội ngũ cán bộ. Nổi lên đó là cơ cấu cán bộ không hợp lý cả về trình độ chuyên môn và bố trí nguồn lực, thiếu cán bộ giỏi, có chuyên môn sâu. Chúng ta chưa yên tâm về chất lượng đội ngũ cán bộ. Hay nói khái quát hơn, đó là chất lượng đội ngũ cán bộ của chúng ta bao gồm cán bộ trong hệ thống của Đảng, cán bộ chính quyền, cán bộ ở các cái doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp quản lý, thì chúng ta phải thấy rằng là chưa ngang tầm. Trong đó nó nổi lên là cái gì? Có thể nói là chúng ta có một cái cơ cấu không hợp lý cả về trình độ chuyên môn, rồi để bố trí nguồn lực. Những lĩnh vực chúng ta nhìn thấy rằng vừa thiếu lại vừa thừa, vừa đủ lại vừa thiếu. Chúng ta thiếu những cán bộ giỏi mà thừa những người không làm việc được việc. Chúng ta thiếu những cái lĩnh vực cần phải chuyên môn sâu lại không có. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, tâm để tư duy và xem xét để làm và đi sâu vào thực tế, chúng ta cũng thấy rất là khó khăn. Đây là cái mà chúng ta thấy rõ nhất, và hôm nay có thể nói qua phân tích các đồng chí cần phải mổ xẻ. Một điểm nữa là chúng ta cũng phải nói thế này, đánh giá cán bộ, mặc dù vừa rồi chúng ta mới được khắc phục một bước, nhưng trong thực tế cái này cũng là nằm trong cái chung của toàn quốc. Chúng ta vẫn còn tâm lý né tránh, ngại va chạm, không dám làm, không dám đụng chạm, vẫn đi lại trong cái vòng lẩn quẩn, cho nên không đưa được những cán bộ yếu kém ra, và vì vậy không có điều kiện để tiếp nhận những cán bộ giỏi vào, và đó kim mạng đi sự phát triển. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Hùng yêu cầu, ngoài 7 nhiệm vụ giải pháp đã được nêu trong báo cáo, các ngành các cấp phải nghiên cứu kỹ 20 đầu việc thuộc trách nhiệm của cấp ủy để triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, gắn với làm tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ. Các ngành các cấp phải nghiên cứu kỹ 20 đầu việc thuộc trách nhiệm của cấp ủy cấp tỉnh để triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6. 20 đầu việc này nó liên quan đến công tác tổ chức, liên quan đến công tác cán bộ rất rõ. Ví dụ như sắp xếp, ví dụ như kiêm nhiệm, ví dụ như hợp nhất. Đây là công tác cán bộ đấy các đồng chí. Nếu không tìm ra con người làm sao mà hợp nhất. Đấy. Rồi thí điểm. Đấy, rất rõ. Rồi áp dụng cái mô hình bí thư, kiêm chủ tịch, ủy ban nhân dân ở những nơi có điều kiện. Rồi vấn đề về quy mô các cái đơn vị hành chính liên quan đến công tác cán bộ và tác động rất nhiều chiều, thì tôi nghĩ là phải nghiên cứu trên cơ sở quan điểm các nguyên tắc quan điểm về nghị quyết Trung ương 3, soi vào và liên hệ sâu thực tiễn, và gắn với đó là triển khai để thực hiện 20 đầu việc mà trong cái kế hoạch của Trung ương đã đề cập. Cái thứ hai nữa là thế này, trong quá trình tổ chức thực hiện đó thì các cấp các ngành cũng phải tập trung để xác định cho làm cho tốt các cái khâu trong công tác cán bộ. Bây giờ ta tạm thời có thể chốt nó lại bằng mấy vấn đề như thế này. Trong các khâu cán bộ ấy, thì đánh giá cán bộ được xem là nền tảng, quy hoạch cán bộ được xem là khâu cơ bản, luân chuyển cán bộ được xác định là khâu đột phá, và đào tạo cán bộ là nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Với cách tiếp cận như thế, để chúng ta có thể có những cái bước làm nó bài bản hơn, thì tôi mong là chúng ta phải quán triệt cái tinh thần đó, để rồi gắn với đó là chúng ta phải đánh giá được đội ngũ cán bộ. Nhất là hội nghị của chúng ta tổ chức cuối tháng 11, tháng 12 này chúng ta sẽ tiến hành kiểm điểm phân loại tổ chức cơ sở đảng, đánh giá phân loại tổ chức, rồi cá nhân kiểm điểm, rồi phân loại cán bộ. Thì phải trên quan điểm này để mà tự soi, tự sửa và đánh giá cho nó sâu hơn. Đấy. Gắn với đó nữa là nhiệm vụ thứ ba là quy hoạch. Thì vừa rồi chúng ta đã đề xuất được quy hoạch đầu nhiệm kỳ, nhưng bắt đầu sang năm chúng ta phải chủ động để bổ sung rà soát, phải ra soát, phải mạnh dạn để có những đối tượng chưa đủ điều kiện thì phải đưa ra, bổ sung những nhân tố mới để chúng ta đưa vào trong đào tạo. Gắn với đó chúng ta cũng phải tổ chức một đợt luân chuyển nữa để đảm bảo cho cái nhiệm kỳ tới đây ưu tiên cho những chức danh chủ chốt được quy hoạch mà chưa qua thực tiễn cơ sở thì cần phải đào tạo theo đúng các tiêu chuẩn chức danh, và cách làm như vậy thì các huyện cũng phải tính toán để làm cho nó đúng, không phải là ồ ạt nhưng phải đánh giá đúng mức, không phải là điều chuyển luân chuyển khác với điều chuyển cán bộ. Thì cái này phải nhận thức cho nó rõ thì chúng ta phải tính toán thêm. Cái điểm cuối cùng là chúng tôi nghĩ thế này, trong công tác cán bộ thì bây giờ chúng ta phải xác định với nhau là phải cố gắng là phải đổi mới về phương pháp công tác trong điều kiện hiện nay. Thì nhân đây tôi muốn nói với các đồng chí thế này, cũng không có gì xa lạ các đồng chí. Cái việc này Đảng ở Bắc Hồ dài nhiều rồi. Gần đây như các đồng chí biết là năm nay chúng ta vừa kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết cái tác phẩm sửa đổi lề lối làm việc. Nếu đọc lại toàn bộ cái đó, và tôi cũng khuyên các đồng chí lãnh đạo hãy nên coi cái tài liệu này là cuốn sách gối đầu giường, nếu các đồng chí còn làm chính trị, còn làm lãnh đạo, để xem vào phương pháp và cách làm. Bác dạy rất rõ. Về phương pháp công tác cán bộ thì bác chỉ nói thế này, có 3 yếu tố: dân chủ, sáng kiến và hăng hái. Bây giờ ở đây chúng ta thấy hiện nay đội ngũ cán bộ của chúng ta thì yếu tố hăng hái là chưa nhiều. vẫn là thụ động, vẫn là làm nhưng nhìn trước nhìn sau. Cho nên cái tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đi vào những khâu khó việc mới, quyết liệt trong hành động, thì các đồng chí phải nhận thức cho nó rõ hơn. Cái thứ hai là sáng kiến. Bây giờ các đồng chí cũng phải mạnh dạn đề xuất sáng kiến để cùng với lãnh đạo tỉnh. Ta không thể hô cầu yêu mãi. Hô cầu yêu là quyết tâm để thực hiện thắng lợi nghị quyết, mà bây giờ phải có những cái sáng kiến để thực hiện. Và ngày mai chúng ta bàn đến về kinh tế, thì sáng kiến đó là cái gì, các ngành phải làm được cái gì ở trong thời gian tới, và đó chỉ là cái chuẩn hóa để đánh giá cán bộ, coi đó là thước đo. Và cái đó thì tôi nghĩ rằng là phải có một cách nhìn nhận, tư duy đổi mới trong công tác cán bộ của chúng ta để chúng ta hoàn tất được cái đầu việc của mình. Thì thưa các đồng chí, đây là một cái nghị quyết, cái tầm ý nghĩa nó rất lớn, mà 20 năm thì chắc chắn là nhiều vấn đề cần phải được đúc rút, để sau này trong quá trình tổ chức thực hiện thì sẽ nghiên cứu thêm để bổ cứu. Nhưng mà trong phạm vi của hội nghị này thì ta chốt lại về vấn đề đó để hoàn thiện cái báo cáo của chúng ta. Công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Công tác cán bộ phải đảm bảo 3 yếu tố, đó là dân chủ, sáng kiến và hăng hái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tỉnh Quảng Trị sẽ có những đổi mới về phương pháp thực hiện công tác cán bộ trong điều kiện hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Trong đó, đoàn do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn gồm ông Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa 14 và bà Hồ Thị Minh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Hưởng Hóa, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Linh Thường, huyện Gio Linh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hải Lệ bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, đồng thời kiến nghị các cấp các ngành quan tâm đến việc giao đất sản xuất, đưa các mô hình kinh tế có hiệu quả về cho người dân, đặc biệt quan tâm đến việc trợ giá cho các sản phẩm nông nghiệp trước thực trạng mất mua được giá. Cử tri cùng bày tỏ sự băn khoăn lo lắng trước vấn đề khai thác cát sỏi, làm sạt lở các bờ sông, quá trình hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền xã Hải Lệ đã đạt được trong những năm qua. Xung quanh việc người dân kiến nghị về vấn đề đất đai, đồng chí đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân địa phương kiểm tra, rà soát lại tình trạng và có kiến nghị thỏa đáng. Tỉnh sẽ có những chính sách điều tiết về việc giao đất sản xuất, đảm bảo hài hòa về lợi ích cho cả người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, người dân cũng cần phải sử dụng có hiệu quả diện tích đất được sử dụng. Đặc biệt trong xu hướng nông nghiệp hữu cơ đang được nhiều địa phương quan tâm triển khai, xã Hải Lệ cần nghiên cứu áp dụng những mô hình hiệu quả để chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ người dân trong việc chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao phần quà trị giá 50 triệu đồng cho xã Hải Lệ, 20 suất quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hải Lệ và thị xã Quảng Trị. Sau khi nghe các đại biểu Quốc hội thông báo về kết quả của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, cử tri xã Linh Thường bày tỏ niềm phấn khởi khi thấy trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội, trong đó có sự ưu tiên đối với vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cử tri cũng phản ánh và kiến nghị về một số vấn đề liên quan đến sản xuất và dân sinh. Trong đó đáng chú ý là ở vùng miền núi, nhưng hiện tại người dân đang thiếu đất canh tác. Hệ thống cơ sở hạ tầng nhiều nơi còn thiếu và xuống cấp, hư hỏng, nhất là đường giao thông, công trình thủy lợi, trường, lớp học, trạm y tế, nước sạch. Bên cạnh đó, người dân thiếu kiến thức làm ăn và ít được tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nên năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi thấp, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới mặc dù đã nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành, tuy nhiên do địa bàn miền núi rộng, địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn thấp, nên quá trình thực hiện còn gặp một số vướng mắc, tồn tại. Các đại biểu Quốc hội đã giải trình và làm rõ về những nội dung mà cử tri phản ánh và hứa sẽ đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các cấp các ngành nghiên cứu có các giải pháp hỗ trợ, quan tâm hơn nữa đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dịp này, đoàn đã trao 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Riêng đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ cho xã Linh Thường 70 triệu đồng để khắc phục hậu quả bão lụt. Cùng sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục hội nghị toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có các đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giới thiệu nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và nghị quyết số 21 về công tác dân số trong thời kỳ mới. Phó Thủ tướng cho biết, chiều cao và cân nặng của người Việt Nam luôn xếp top cuối trong bảng xếp hạng quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ số về uống rượu bia và hút thuốc lá lại xếp top đầu. Tỷ lệ hút thuốc lá ở Việt Nam là 22,5%, tỷ lệ uống rượu bia trên 43%. Môi trường ô nhiễm nghiêm trọng cùng với những yếu tố của cuộc sống hiện đại đã làm gia tăng bệnh tật ở con người. Hệ thống y tế dự phòng Việt Nam mặc dù được thế giới đánh giá khá tốt, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng thuốc ở trạm y tế cấp xã thấp, chưa chú trọng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện. Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, tỷ lệ lạm dụng thuốc kháng sinh ở Việt Nam cao, theo số liệu thống kê khoảng 88%. Đây là vấn đề mà các địa phương cần chấn chỉnh, siết lại việc quản lý dược và hệ thống y tế cơ sở, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bế mạc hội nghị, đồng chí Bảo Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, ngay sau hội nghị này, các thành ủy, đảng ủy, tỉnh ủy tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động, bố trí thời gian hợp lý để thảo luận chương trình hành động với quyết tâm cao, có lộ trình, bố trí nguồn lực thực hiện, tránh tình trạng sao chép lại chương trình hành động của cấp trên. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền những cách làm hay, hiệu quả, cách làm mới trong việc học tập quán triệt nghị quyết, đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc những nội dung không đúng với tinh thần của nghị quyết. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết ở các cấp ủy đảng. Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ. Về phía điểm cầu Quảng Trị có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Thời gian qua, các cấp ủy chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan tổ chức đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện luật dân quân tự vệ đạt kết quả tốt. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ đã được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú sinh động đến cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi luật dân quân tự vệ còn nhiều vướng mắc, bất cập, một số quy định của luật dân quân tự vệ chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Kết luận tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang cho rằng, trước những hạn chế bất cập của luật dân quân tự vệ năm 2009, việc sửa đổi luật là cần thiết. Đồng chí đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương tiếp tục đóng góp ý kiến. Quá trình xây dựng dự án luật sửa đổi phải cụ thể hóa hiến pháp năm 2013, thống nhất với luật quốc phòng và các văn bản pháp luật khác liên quan, đảm bảo tính thực tiễn và kế thừa luật dân quân tự vệ năm 2009, đồng thời phải đảm bảo tính công khai, dân chủ, dễ tiếp cận và tính khả thi cao. Kính thưa quý vị và các bạn, năm 2017, năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 cũng đã sắp kết thúc. Ngày mai mùng 1 tháng 12 năm 2017, tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 mở rộng. Đây là một hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, bàn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018. Nhân sự kiện quan trọng này, chúng tôi thực hiện thời sự chuyên đề nhìn lại năm 2017 với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, với phần trình bày của Thanh Nga. Thưa quý vị và các bạn, bước vào thực hiện kế hoạch năm 2017 trên tinh thần chỉ đạo của kết luận số 38 ngày 8 tháng 12 năm 2016 của tỉnh ủy và nghị quyết số 21 ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, đồng thời ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch để cụ thể hóa và chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Quá trình triển khai thực hiện, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự nỗ lực và quyết tâm của các cấp các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị năm 2017 đã có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực. Dự báo có 22 trên 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Mời quý vị và các bạn theo dõi một số tổng hợp của chúng tôi. Từ thực tiễn tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay, dự báo tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP năm 2017 ước tính đạt gần 17,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 3,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5%. Khu vực công nghiệp xây dựng ước đạt hơn 4,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11%. Khu vực dịch vụ ước đạt hơn 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8%. GRDP bình quân đầu người năm 2017 theo giá hiện hành ước đạt 38 triệu đồng, tăng 5,5% so với năm 2016. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 đạt 2.398 tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội năm 2017, một trong những lĩnh vực luôn được quan tâm đó là ngành nông nghiệp. Năm 2017, tái cơ cấu nông nghiệp được chú trọng gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt trong nông nghiệp, một nhân tố mới mang tính mở đường đó là phát triển nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đã xuất hiện và đang trở thành chủ đạo ở nhiều địa phương. Từ đây tạo ra nhiều mô hình mới, liên doanh, liên kết trong tổ chức sản xuất theo quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, tạo ra nhiều nông sản sạch, hữu cơ, đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều sản phẩm nông sản như gạo hữu cơ, cà phê sạch, khe xanh, hồ tiêu sạch đã có mặt trên thị trường trong nước và quốc tế, từng bước hình thành và cổ vũ cho xu hướng tiêu dùng sạch, an toàn. Chúng ta cùng nhìn lại một vài thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp. Năm 2017, toàn tỉnh đã gieo trồng được 83.701 hectare các loài cây hàng năm, tăng 0,46% so với năm 2016. Năng suất và sản lượng các loài cây trồng tăng khá. Sản lượng lương thực cỏ hạt ước đạt gần 26 vạn tấn. Đặc biệt, các địa phương trong toàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao với một số mô hình cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ hữu cơ, được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Đến nay, diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao đạt hơn 17.000 hectare, chiếm 68% diện tích gieo cấy lúa. Diện tích sản xuất lúa theo cánh đồng lớn gần 1.900 hectare, quy mô mỗi cánh đồng từ 20 đến 50 hectare, năng suất ước đạt 6,5 tấn trên 1 hectare. Năng suất lúa bình quân chung của tỉnh là 5,4 tấn trên 1 hectare. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, một trong những lĩnh vực luôn được tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, đó là lĩnh vực thu hút đầu tư, một công việc đầy khó khăn và thử thách đối với những địa phương như tỉnh ta. Nhưng với tất cả sự quyết tâm cao độ, với khát vọng đổi thay mạnh mẽ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thu hút đầu tư của tỉnh ta đã thực sự bước sang một trang mới và đạt được những bước tiến lớn trong công tác thu hút đầu tư. Ghi nhận những bước tiến mới ở lĩnh vực này trong năm 2017. Nhờ chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, công tác thu hút đầu tư được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gia tăng tần suất, nâng cao chất lượng và hiệu quả xúc tiến và vận động đầu tư nên đã đạt được một số kết quả tích cực. Có 48 dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 4.789 tỷ đồng, trong đó có một số dự án lớn như nhà máy điện gió Hưởng Phung 1, thủy điện La Tó, thủy điện Hưởng Phung, đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sửa chữa đóng tàu Cửa Việt. Dự kiến cả năm 2017 cấp phép đầu tư cho khoảng 50 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký ước đạt 5.000 tỷ đồng. Đến nay, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có 134 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư là 20.250 tỷ đồng, trong đó 89 dự án đã đi vào hoạt động. Một thành công khác không thể không nhắc đến là bên cạnh phát huy nguồn lực tại chỗ, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã tranh thủ sự chỉ đạo, góp ý, ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ các mối quan hệ trong xúc tiến đầu tư, tích cực làm việc với các ban, bộ ngành trung ương, các địa phương, các nhà đầu tư chiến lược để tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ, kêu gọi xúc tiến đầu tư. Trong cái xúc tiến đầu tư thì tỉnh cũng đã thay đổi cái phương pháp xúc tiến đầu tư, tiếp cận với các cái nhà đầu tư chiến lược và tích cực đeo bám để mà có thể mà biến các cái ý tưởng của các nhà đầu tư thành hiện thực, rồi tổ chức xúc tiến đầu tư rất là chuyên nghiệp, kể cả ở nước ngoài và trong nước, với các cái phương thức mới, rồi chuẩn bị các cái điều kiện trong tỉnh. Chúng ta cũng chuẩn bị rất tốt về quy hoạch, về đất đai, về hạ tầng, về nguồn nhân lực, tất cả các công tác chuẩn bị của chúng ta tốt, cộng với cái quyết tâm mà của lãnh đạo tỉnh, của cả hệ thống chính trị tỉnh, thì đây là những yếu tố cần thiết và quyết định để các nhà đầu tư lựa chọn và tìm đến và quyết định đầu tư tại địa bàn. Và tôi tin chắc là trong thời gian tới thì các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm nhiều cái cơ hội ở tỉnh để đóng góp vào cho cái phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm nhìn lại, những kết quả đạt được trên một số lĩnh vực kinh tế mới chỉ là bước đầu. Điều đáng trân trọng và ghi nhận là sự chuyển động mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị. Đó là dấu ấn của một tinh thần quyết liệt, nói đi đôi với làm là sự cam kết chính trị của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, từ tỉnh đến cơ sở. Như lời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng, chúng ta phải có khát vọng lớn. Còn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì mong muốn Quảng Trị phải đổi thay. Tinh thần ấy đã và đang thực sự lan tỏa và đang trở thành cảm hứng, trở thành dòng chủ lưu để chúng ta tiếp tục thu được nhiều thành tựu trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao quyết định chủ trương đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Vàng ở khu du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh, cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Quan hệ Việt-Nhật. Mục tiêu của dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Vàng là kinh doanh khách sạn, nhà hàng, khu thể thao tập đánh côn, sân tennis, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí. Quy mô dự án là xây dựng khách sạn 96 buồng ngủ đạt tiêu chuẩn 4 sao và các khu ẩm thực thể thao, trung tâm hội nghị, giải trí trên diện tích đất 23.300 m2. Tổng nguồn vốn đầu tư của dự án trên 76,7 tỷ đồng. Dự án sẽ được triển khai xây dựng theo 3 giai đoạn, trong đó sẽ khởi công xây dựng các hạng mục đầu tiên vào tháng 4 năm 2018 và đưa vào kinh doanh sử dụng đầu năm 2021. Tại lễ trao quyết định chủ trương đầu tư, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tài chính, thực hiện dự án theo đúng nội dung quyết định chủ trương đầu tư. Sáng nay, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị khai mạc vòng sơ khảo cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2017. Tham gia cuộc thi có 100 thí sinh thuộc 25 đội thi đến từ các sở ban ngành và địa phương trong tỉnh. Tại vòng sơ khảo, các đội thi phải trải qua 2 phần thi, kiến thức chung và thuyết trình. Trong đó, bộ đề kiến thức chung gồm có 200 câu hỏi về các nội dung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Cuộc thi này thì được hết là mục đích để nhằm cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh cũng như các cấp lãnh đạo nhận thức rõ hơn và sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về nhiệm vụ cải cách hành chính. Nên phải nói rằng là và cũng đây là một cái dịp để cho đội ngũ cán bộ công chức cũng như những người trực tiếp làm công tác cải cách hành chính học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và từ đó có những cái giải pháp, tham mưu những cái giải pháp thiết thực, hiệu quả nhất cho từng cơ quan đơn vị, cũng như là đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn tỉnh để nhằm nâng cao cái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong những năm qua, mặc dù chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực hơn, tuy nhiên so với mặt bằng chung thì tỉnh Quảng Trị vẫn còn ở mức khiêm tốn, đứng thứ 43 trên 63 tỉnh thành, xếp thứ 10 trên 12 các tỉnh thành khu vực duyên hải miền Trung. tin tưởng sau cuộc thi này sẽ tạo sức lan tỏa mới trong thực hiện cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo hướng tích cực, thiết thực và hiệu quả hơn. Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 5 đội thi để đi tiếp vào vòng chung khảo. Chiều nay, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức tổng kết Giải báo chí tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2017. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phát động Giải báo chí tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2017. Sau một thời gian phát động, Giải báo chí tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã thu hút trên 40 tác phẩm của các hội viên, Hội Nhà báo tỉnh và các cộng tác viên trên địa bàn tham gia. Nhìn chung, hầu hết các tác phẩm dự thi bám sát chủ đề, đề tài tuyên truyền về các mục tiêu, chủ thể xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền về những kết quả bước đầu triển khai thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, biểu dương các mô hình kinh tế, các điển hình phát triển kinh tế nông thôn. Ban tổ chức đã trao giải cho 17 tác phẩm thuộc các thể loại phát thanh, truyền hình và báo in với 3 giải A, 4 giải B, 5 giải C và 5 giải khuyến khích. Cùng chiều nay, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện các chuyên mục chuyên đề năm 2017. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tuyên truyền trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị trong thời gian qua. Trong năm 2017, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã phối hợp với các cơ quan có chuyên mục sản xuất và phát sóng gần 720 số với chất lượng các chuyên mục không ngừng được đổi mới và nâng cao, bám sát chủ đề, chủ điểm, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần làm phong phú thêm nội dung chương trình của đài. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều ý kiến để góp phần thực hiện tốt hơn các chuyên mục như xây dựng kế hoạch kiểm duyệt chung cho Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị và các đơn vị phối hợp để có sự bổ sung, khắc phục những hạn chế, tạo chất lượng toàn diện hơn cho các chuyên mục khi phát sóng về cả chuyên môn, lệnh hình ảnh và nội dung thông tin. Có phương án hỗ trợ các đài huyện thị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền cũng như phối hợp thực hiện các chuyên mục, chuyên đề trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Có thông tin phản hồi cho các đơn vị phối hợp về chất lượng chuyên mục để tránh tình trạng chuyên mục phát sóng nhưng chất lượng chưa cao. Đến đây chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.